Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu bún nồi canh chua cốt bầu với bầu nha các bạn. Giờ mình bắt đầu mình bật lửa lên. Mình cháy dầu nha các bạn. Mình khử tẩu cho thơm nước nha. Cho dầu xong mình để tẩu cho thơm nước nha. Dầu xoay nha, bỏ tỏi vô rồi. Bỏ tỏi vô. Thơm nha bạn. Rồi bây giờ đầu mình chế nước nha bạn. Vô để cho nước sôi các bạn, nước nhầm rồi bỏ me vô các bạn, me vô nha. Đó, như vậy chắc đủ rồi, me để vừa phải các bạn, độ chừng rồi để cho nước sôi các bạn. Rồi nước sôi các bạn, giờ đầu mình dầm me nha, dầm me các bạn, nhớt me ra thôi các. Mình bằng sẵn sạch sẽ các bạn. Trong thời gian dầm me mình bỏ ở đây nha. Bỏ nước sôi bỏ vô nha. Đậy nắp lại bạn. Dầm me xong. Nghe xong mình cho nước cốt me vô đây các bạn. Cho nước me vô. Mình đo chừng nó vừa chua vừa ăn thôi nha các bạn. Chua quá cũng không ngon. Rồi mình đợi cho cá nó chín rồi các bạn. Giờ mình đi gọt bầu các bạn. Rồi nó sôi nữa các bạn, nó sôi lên giờ mình bắt đầu mình sắc ớt mình để vô cho nó giảm cái độ tanh của cá nha. Và trái luôn. Mình tỏi cá cho đều các bạn. Cho đều cho chín hơn. Rồi khi cá thịt sôi giờ bắt đầu mình nêm đi bạn. Canh chua thì mình bắt đầu đi đường không nhiều. Nè đường nha. Các bạn nêm tỉ. Để tí bột nêm nha các bạn. Muối ít muối thôi bạn, để mặn nè. Này lát mình làm chấm nè. Rồi để không để cho 5-10 phút cho cá chín mấy bạn. Rồi cá
trái còn chín mấy bạn. Chín nó rồi mình để bầu vô nha. Bầu. Bầu thì mấy bạn sắc để ý. Mình đừng hết sắc ra cho lẹ. Bầu vô xong mình đậy đắp hầm lại cho trái chín nữa. Bầu chín luôn. Mình dở cái thăm chừng nha bạn, thăm chừng mình đè đè bầu xuống cho nó mềm với nó màu chín các bạn. Bầu nó màu chín nha. Rồi giờ cá với bầu chín các bạn. Bây giờ mình sắc ra thơm nha. Thơm mà mình chọn cần tàu với ngồi gai các bạn. Bạn cứ chọn hết ra hôm nào thì bạn cứ chọn hôm đó. Mình hết cay, mình sắc thêm trớt nữa nè. Mặn mè xuống nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Đây, bây giờ là cũng thấm mê bạc chích đây bạn. Bây giờ bắt đầu mình nêm lại nha. Coi mặn lạc. Ok, mình về lại vô ăn nha bạn. Này mình chấm đi nước mắm, muối ớt, tùy ý mấy bạn nha. Rồi, thế là mình đã xong cái phần bữa cơm của anh em nè. Canh chua với cá chiên. Rồi cá chiên nha. Được lắm. Rồi cơm. Mình mời các bạn cùng ăn cơm mà thưởng thức món canh với mình nha. Các bạn vui lòng comment góp ý kiến cho mình nè. Là canh cá Úc với cá ngát nấu chua bầu. Các bạn nhớ góp ý ở dưới video nha. Rồi mình mời cả nhà cùng ăn cơm với mình luôn nha. Cơm với nước mắm nè, cái chua nè, cá chiên nè các bạn. Cơm buổi trưa với mình nha. Rất là ngon nha mấy bạn. Các bạn ăn thử đi. Thử cá chiên nữa. Chiên chấm nước mắm tỏi ớt nha. Quá ngon. Các bạn muốn mình làm món gì bạn nhớ comment bên dưới nha. Cá chiên ngon các bạn. Để mình thử miếng cá canh chua nha. Cá chua các bạn. Cá là ngon nha, ăn không bị tanh nha mấy bạn. Thử tẩu này nó không bị tanh với có ớt nhiều. Quá ngọt. Mình đi ghe này đi có một mình nè. Ông bạn ở bên ghe bánh phụ làm ấy nè. Mình ăn cơm với một mình nè. Các bạn ăn cùng với mình nha.
Thôi mình ăn cơm nha các bạn. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình chào và hẹn gặp lại.